bóp tại đây chị chơi bóp ta. Cái này sắp xong rồi, còn quên nữa. Còn xíu nữa xong rồi. Ráng đi. Cho mặt đẹp. Giờ mấy bạn khen. Thích thì nhìn mặt con đẹp. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Để con làm nhẹ nhàng con được mấy. Cô biết là con đang rồi đó. Tại bụng cứng. Còn chứ người khác là cô lấy xong rồi đó. Nó cứng mà nó sâu nữa, chứ phải nó không sâu thì không đến nổi. Bị nó tắt lâu quá này. Bước thì chị đi quận 5 chứ đi bác sĩ nào á? Chị đi bác sĩ nào? Chị đi bệnh viện da liễu ở quận 3 đó. Rồi chị đi thẳng bệnh viện ngoài anh mà nó hơi chị thấy vô nó cũng không có đại yêu cầu chị ra. Chị đi có một lần cái chị ra luôn chị thấy nó không hiệu quả. Hết nội rồi hả? Thank you.
kiểu đi lần đầu mà hơi là đi gặp em á, hồi là tan nát cái da xong rồi mới tới bên em là nhiều tiền dữ hả? Con mình so ra đi cũng nhiều chỗ rồi đó. Kinh nghiệm dẫn con đi chị mụn. Đó, cho nên chị đi coi nặng bụng mỗi chỗ nào, mỗi chỗ của phía tao coi mặt nó mụn mà tao đi nhiều chỗ cho nên tao giờ tao rành luôn à? À, rành luôn á. Biết là cục để lấy ra hết chưa luôn. À, mụn sao tao biết luôn á. Xong rồi con. Còn cái cằm nữa thôi không? Đây là đang lấy cục bự. Con đừng có gầm nó đeo á. Gầm, em gầm cái tay á. Đừng gầm cái mặt. Lấy được cái cây. Nó cũng cho con muốn cho mặt đẹp, cho cô lấy đi, cô lấy cô mới đẹp. Chứ bảo là chị cũng ráng. Cô khóc luôn. Lấy được khóc luôn á, con bé này nó còn kiềm chế được, nó giỏi lắm á. Bé này chịu đau giỏi rồi đó. Chị đều giỏi á. Chị tới da mặt đẹp như cái mẹ đó. Là... Đó. Cái trước ngực với cái lưng nó cũng bự y như vậy. Cái đây thì chắc bé không chịu nổi đâu. Lấy ngực chứ lưng nó đau hơn. Thử lý mặt trước đi ra để tính. Em nhận tới 7 giờ chị, 7 giờ tối. 9 giờ. Dạ. Đúng rồi, nhận tới 7 giờ, làm tới 9 giờ. Con thì không nói gì chơi cái mẹ quá trời rồi. Nhà nó nói nhiều không? Không. Ba cho con nó làm thinh là có mình chị nói. Cái chẳng lẽ bây giờ chị không nói nữa, lúc nhà thành cái chùa luôn không có. Ba cho con làm thinh. Mẹ nói hết chuyện. Nói rồi. Mẹ nói hết rồi. Rồi bà nói gì? Chị có nói ba cho con nó ngờ nghe. Cứ ăn cơm rồi ấy vậy đó, chị nói rồi ổng mà ổng nghe. Ừ, cũng chịu khó nghe. Đó. Không nữa là làm thinh luôn cho cái chùa luôn á. Ui trời, chết rồi. Cái mép này nè. Ừ, giống mén vậy nha. Ừ, vàng.